Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ bảy ngày 7 tháng 12 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 làm rõ một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Thành phố Hưng Yên thu hoạch cam đạt gần 2.700 tấn quả. Nhiều nông dân huyện Văn Giang thu hàng tỷ đồng một năm từ sản xuất hoa cây cảnh. Xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thời tiết lạnh làm trẻ bị mắc cúm A tăng đột biến. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, trong phiên trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu bổ sung làm rõ các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xác định giao thông đường bộ là xương sống của nền kinh tế với mục tiêu giao thông đến đâu làm giàu đến đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh về những thành tựu và giải pháp trong việc phát triển hạ tầng giao thông. Đây là một trong ba khâu đột phá của Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Chúng ta năm vừa qua đã hoàn thành giai đoạn 1 của đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng cầu rẽ Linh Bình. Thế rồi là cải tạo nâng cấp cái 387 tức là đê sông Luộc. Thì phấn đấu cũng đầu năm tới thì chúng ta sẽ khánh thành cái tuyến đê sông Luộc. Như vậy là toàn bộ tuyến đê coi khoảng 80 cây số từ Văn Giang về đến Phù Cừ là chúng ta đã trở thành cái đê kiểu mẫu cả nước. Mở cho những cái xã mà trước đây đó là vùng đáy, vùng nõm của sự phát triển kinh tế xã hội nhưng tiềm năng thì rất lớn của vùng bãi. Thì cùng với đó để thúc đẩy cái giao thông, chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở các xã khó khăn ở ven sông Hồng, sông Luộc. Chúng ta đã phối hợp với Thái Bình để cải tạo nâng cấp công trình đường vành đai 5 thủ đô Hà Nội. Thì trên địa bàn Thái Bình với đường quốc lộ 38B và cao tốc Hải Phòng qua địa phận huyện Phù Cừ đã xong. Cầu La Tiến đầu năm tới sẽ được khánh thành. Như vậy trong vòng 4 năm, trên địa bàn tỉnh ta có một con đường kết nối cả vùng miền được khánh thành, đầu tư. Và có hai cầu, là cầu Hương Hà và cầu La Tiến được đầu tư và khánh thành. Thì chúng ta đang hoàn thiện hồ sơ để đầu năm tới chúng ta thi công cái nút giao khắc mức của cái đường nối hai cao tốc tại Niên Phương để góp phần giảm thiểu cái tai nạn giao thông cũng như là giúp cho cái giao lưu thuận lợi hơn. Chúng ta sẽ làm con đường gom. Đây là con đường tạo một khâu đột phá lớn. Tôi cho rằng nó là cái sức lan tỏa và cái cú hích rất là mạnh mẽ cho Hưng Yên phát triển. Là chúng ta sẽ xây dựng con đường hai bên đường năm cao tốc từ Văn Giang, từ cầu Thanh Trì đi qua coi là Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi và đến cái kết nối ba cái điểm lên xuống của đường năm cao tốc thì nó mở ra các khu đô thị, khu công nghiệp mới của Văn Giang, của Yên Mỹ, của Ân Thi 5-7.000 hecta nó tạo ra cái sự lan tỏa và rất là mạnh mẽ trong năm tới cho tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát triển hạ tầng giao thông năm 2019 trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Hưng Yên cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Trong năm qua, mặc dù chúng ta bị dịch tả lợn châu Phi bùng phát đầu tiên trong cả nước và lan rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng mà chúng ta đã áp dụng đồng bộ các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt và sáng tạo và với tinh thần là dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cho nên thiệt hại trong chăn nuôi thì chúng ta phải tiêu hủy khoảng 35% tổng đàn. Trong khi đó có tỉnh là tiêu hủy tới trên 56% tổng đàn. Cùng với đó là chúng ta đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như là cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh, cây dược liệu. Thế rồi ngay trong sản xuất lúa chúng ta đưa mạnh vào chiếm tới trên 2% giống lúa lép thơm Hưng Yên. Cho nên chúng ta đã góp phần rồi nhiều diện tích chúng ta phát triển thủy sản, nhiều mô hình thủy sản, không những là sông trong ngao, rồi mô hình nuôi cá trong
ao nước tĩnh, nông nghiệp của chúng ta vẫn tăng trưởng là 2,62%. Tôi cho rằng cũng là cái kỳ tích của năm nay. Đặc biệt thì cái trong nông nghiệp, một cái thành tích đáng nổi bật nữa là chúng ta đã chuyển đổi gần 3.000 hectare đất lúa kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao, đã góp phần nâng cái thu nhập trên một hectare canh tác của tỉnh ta đến nay đã đạt tới 202,5 triệu đồng trên hectare năm. Và thực tiễn chứng minh những nơi nào chuyển đổi mạnh thì đời sống nhân dân giàu lên và sung túc hơn. Thì cụ thể như là Văn Giang cơ bản không còn ruộng cây lúa nữa. Cây thấp nhất có lẽ cũng là cây ổi, cũng đạt tới trên 300 triệu, 400 triệu hectare. Trồng hoa, trồng cây cảnh đã xuất hiện không phải chỉ có làng lúa, làng hoa, mà bây giờ là xã hoa, thậm chí là tiến tới là nhiều xã cây hoa, cây cảnh. Và nó lan tỏa xuống Kim Động, ví dụ Đồng Thanh, cả xã không còn mét vuông nào cây lúa. Cơ bản 100% là trồng cây ăn quả, nhất là bưởi, cam. Thế rồi là lan xuống đến Tam Đa, Phù Cử, rồi sang Phan Xào Nam là cuối của huyện Phù Cử. Cái phong trào chuyển đổi nó mạnh như vậy và nó đã góp phần cho cái nâng cao thu nhập và phong trào làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, trong số 19 nghị quyết chuyên đề mà kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua có nghị quyết đề án duy trì hệ thống thông tin điện tử hi.check.net.vn nhằm phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản, thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Được biết, để xây dựng đề án này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cùng với đơn vị tư vấn xây dựng và vận hành trang website hi.check.net.vn. Hiện có 150 mô hình là các loại nông sản chủ lực của tỉnh được giới thiệu lên trang. Bên cạnh đó, ngành phối hợp với các địa phương triển khai hỗ trợ 1.700.000 tem truy xuất nguồn gốc gắn trên các sản phẩm. Theo đó, khi vào trang web hi.check.net.vn sẽ biết được các nông sản của Hưng Yên. Đặc biệt, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng điện thoại thông minh để biết được thời gian, địa điểm, quy trình chăm sóc, vận chuyển các loại nông sản. Ngày 6 tháng 12, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn HCL Ấn Độ đến tìm hiểu môi trường hợp tác đầu tư về giáo dục đào tạo nguồn nhân lực về ngành công nghệ thông tin tại Hưng Yên. Là một trong những tập đoàn có đội ngũ nhân sự hùng hậu, với hơn 131.000 kỹ sư đang làm việc tại 44 quốc gia trên thế giới, tập đoàn HCL đã lựa chọn Hưng Yên là tỉnh đầu tiên của Việt Nam để khảo sát và tìm hiểu về môi trường hợp tác đầu tư giáo dục. Trong đó, tập trung đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin, đối tượng tập đoàn HCL hướng tới là học sinh trung học phổ thông. Chương trình đào tạo trong vòng 12 tháng tập trung vào các kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh, công nghệ. Sau đó, học sinh có thể vừa học vừa làm lên cao đẳng đại học. Tập đoàn HCL kỳ vọng sẽ đào tạo được 1.500 kỹ sư công nghệ thông tin trong vòng 3 năm. Đối với những học sinh không đủ tài chính, tập đoàn sẽ hợp tác với các ngân hàng hỗ trợ cho vay từ 70 đến 80% học phí. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn thiện chí của tập đoàn dành cho tỉnh Hưng Yên, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội tốt cho học sinh của Hưng Yên có thêm lựa chọn cho sự nghiệp của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng chí cũng giao cho Sở Giáo dục và các nhà trường thống nhất lịch khảo sát và thực hiện bài kiểm tra cho học sinh, đồng thời mong tập đoàn HCL quan tâm tham gia đầu tư xây dựng trên khu đại học Phố Hiến của tỉnh. Sau buổi làm việc, tập đoàn HCL đã có buổi khảo sát trực tiếp tại trường Trung học Phổ thông Hưng Yên. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin khác. Hiện thành phố Hưng Yên đã chuyển đổi và trồng được gần 150 ha cam Hưng Yên, trong đó có gần 60 ha diện tích cam được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vụ cam năm nay toàn thành phố ước thu gần 2.700 tấn quả, tập trung chủ yếu tại xã Quảng Châu, phường Lam Sơn. Hiện nông dân đã thu hoạch được gần 1.000 tấn, bán với giá trung bình 20.000 đồng một kg. Theo các hộ trồng cam cho biết, cam được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp dễ tiêu thụ cho năng suất, chất lượng và giá bán cao hơn so với cam được trồng theo phương pháp thông thường từ 5 đến 7.000 đồng một kg. Hiện thành phố Hưng Yên đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương mở rộng diện tích trồng và chăm sóc cam Hưng Yên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thu tiền tỷ mỗi năm từ thửa ruộng canh tác giờ không còn là chuyện to tát với người nông dân huyện Văn Giang. Đây là kết quả của sự năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình chị Lê Thị Tâm ở thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang có 5 sào vườn chuyên canh bưởi cảnh cho lên chậu.
Chị Tâm cho biết trồng loại cây này mất nhiều công chăm sóc và rất cầu kỳ từ việc lựa chọn gốc đến cho ra hoa và thời điểm kết quả, nhưng hiệu quả mang lại là khá cao. Với những kinh nghiệm đúc rút được từ thực tế những năm qua, vườn bưởi của gia đình chị luôn có dáng thế đẹp, bắt mắt người tiêu dùng. Giá năm nay thì nói chung là em thấy là cao hơn mọi năm. Em thì dự kiến thu khoảng 1,5 tỷ. Lãi thì nó cũng được khoảng 40%. Gia đình anh Vũ Minh Hương, thôn Hoàng Trạch, xã Mỹ Sở cũng có tới 1,4 mẫu trồng quất cảnh. Năm nay gia đình có khoảng gần 2.000 cây quất trên chuồng chậu và trên 500 cây quất thế trồng dưới vườn. Anh cho biết trồng quất trong chuồng chậu yêu cầu kỹ thuật cao hơn, mất nhiều công hơn nhưng đổi lại tiết kiệm được diện tích, mỗi sào có thể trồng nhiều hơn khoảng 100 cây so với trồng thông thường dưới đất. Hơn nữa dễ bán, dễ vận chuyển, giá cũng cao hơn. Vườn nhà tôi là tổng to nhỏ là 2.700 cây, cả đất cả cây trên chậu thì đã bán hết. Cái giá tương ứng như mọi năm so với nhà tôi bán hơn 1 tỷ. Với thu nhập trung bình khoảng 100 triệu đồng một sào trên năm, tương đương với trên 2 tỷ đồng một hecta, thì chuyện nông dân vùng chuyên canh cây cảnh ở huyện Văn Giang có thu tiền tỷ mỗi năm là chuyện rất bình thường. Hiện toàn huyện có gần 1.000 hecta chuyên canh cây cảnh tập trung ở Mễ Sở, Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Tân Tiến và thị trấn Văn Giang. Ước tính mỗi địa phương có hàng trăm hộ thu tiền tỷ mỗi năm. Hiện nay, các địa phương đơn vị của huyện Tiên Lữ đang tập trung đẩy mạnh nạo vét thủy lợi đông xuân. Theo kế hoạch, năm nay, huyện Tiên Lữ nạo vét 17.600 mét khối thủy lợi đông xuân, trong đó sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi nạo vét 9.300 mét khối từ kinh phí thủy lợi phí, còn lại là huyện nạo vét 8.300 mét khối bằng kinh phí của huyện. Đến nay, huyện đã nạo vét được gần 100% khối lượng, sự nghiệp đã nạo vét đạt trên 20% khối lượng, và sẽ hoàn thành trước ngày 25 tháng 12. Các hạng mục nạo vét tập trung ở các kênh dẫn, kênh tiêu, cửa cống hô hút, thủy lợi nội đồng ở các xã như An Viên, Thủ Sĩ và các trạm bơm như Tây Hồ, Dung 1, kênh tưới Triều Dương. Đáng chú ý là huyện Tiên Lữ có một số xã đã vận động nhân dân đóng góp 30.000 đồng một sào để triển khai nạo vét các kênh dẫn trên mặt ruộng như ở xã Hải Triều, Thiện Phiến, Hưng Đạo để bảo đảm chống úng, hạn cục bộ. Nhằm góp phần tăng cường quản lý xây dựng đô thị văn minh, thị xã Mỹ Hào đã trích ngân sách thực hiện đánh số và gắn biển số nhà cho các hộ dân ở các tuyến phố trên địa bàn. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh nằm trên quốc lộ 5 có chiều dài hơn 13 km đi qua phường Bần Yên Nhân, Dị Sử, Phùng Trí Kiên, Bạch Sam và Minh Đức với trên 2.500 hộ dân sinh sống. Đây là tuyến đường chính và gần như toàn bộ đều được người dân tận dụng mặt tiền để kinh doanh nên công tác gắn biển số nhà được thực hiện đầu tiên. Từ giữa tháng 11 đến nay, thị xã Mỹ Hào đã lắp đặt biển số nhà cho trên 1.500 hộ. Toàn bộ kinh phí lắp đặt với số tiền trên 500 triệu đồng được thị xã trích từ nguồn ngân sách. Ngày xưa là chưa có biển số nhà, chưa lên thị xã. Thì nhà là muốn tìm đến, nó khó khăn. Thế bây giờ lên thị xã phường thì là bây giờ người nhà có về tìm, chúng tôi có biển số nhà là tìm nó dễ dàng, thuận lợi. Nên là chúng tôi rất mừng. Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho các tổ chức gia đình cá nhân trong các hoạt động giao tiếp, tiếp nhận thông tin liên lạc. Dự kiến đến cuối năm 2019, thị xã Mỹ Hào sẽ đánh số nhà cho gần 3.000 hộ dân, góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Tiêu chí về môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được xem là vấn đề khó. Chính vì vậy, ngay từ khi triển khai, các địa phương đã rất chú trọng đến tiêu chí này. Ghi nhận tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, địa phương được đánh giá là có nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu ô nhiễm trong khu dân cư, đồng thời tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Những buổi dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm như thế này được coi như công việc thường ngày của mọi người dân xã Nhật Quang, không cần phải nhắc nhở hay phân công. Cũng không có quy định ngày tháng, cứ vài ba ngày, các gia đình trong xóm lại tự giác cùng nhau dọn dẹp. Từ đó đã hình thành thói quen, việc làm thường xuyên, người dân nơi đây đều nhận thức rất rõ bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình. Vì thế, việc giữ gìn bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mọi người, chứ không của riêng ai. Cái từ khi mà nông thôn mới giờ thì
Người dân đều có ý thức, không có vứt rác thải bừa bãi nữa. Mỗi một gia đình đều có một thùng rác đựng riêng để giữ vệ sinh chung cho toàn thể gia đình và cộng đồng. Từ nhận thức của người dân, nên khi địa phương triển khai các phong trào như chung tay bảo vệ môi trường, phong trào ba sạch, phong trào trồng cây xanh, phong trào nói không với rác thải nhựa hay chương trình phân loại rác thải tại hộ gia đình, đều nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân. Các hộ gia đình của chúng tôi ở đây là họ đều thực hiện 100%. Thế cái nhất là tôi thấy có một lợi nữa. Thứ nhất là những người đi thu gom rác ấy là đỡ phải như vậy là vận chuyển. Cái thứ hai nữa là sau khi nhà dân chúng tôi như vậy là được cái số phân này để tích lũy lại và sau đó là bón cho cây trồng. Lượng rác thải ví dụ như gia đình nhà tôi là 4-5 tuần tôi mới mang ra ngoài chỗ tập thể là một khó rác thôi, một bó rác nhỏ thôi. Ngay từ khi triển khai xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với việc để mạnh công tác tuyên truyền, xã đã chỉ đạo kiên quyết như đưa toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm ra ngoài khu dân cư, quản lý chặt chẽ các hộ sản xuất kinh doanh, buôn bán, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, giao cho chi bộ các thôn đôn đốc quản lý duy trì hoạt động các tổ thu gom rác thải, xử lý chôn lấp rác đúng quy trình, đầu tư hệ thống thoát nước thải ngầm một số tuyến đường chính, yêu cầu các khu dân cư quản lý không để nước ao hồ bị ô nhiễm, đồng thời đầu tư hàng trăm bể thu gom các vỏ thuốc bảo vệ thực vật ngoài khu ruộng canh tác, giao cho các đoàn thể trồng hoa tạo cảnh quan trên các tuyến đường. Năm 2017, xã Nhật Quang đã đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và là tiêu chí thứ 16 xã hoàn thành trong bộ 19 tiêu chí. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi đã bằng nhiều cái hình thức tuyên truyền vận động từ chi bộ rồi đến các chi hội đoàn thể ở thôn, cán bộ đảng viên đi đầu gương mẫu kiên quyết đối với các cái hộ làm ảnh hưởng xả thải trực tiếp ra môi trường. Cuối năm 2018, Nhật Quang đã hoàn thành 19 tiêu chí và về đích nông thôn mới, cơ sở hạ tầng khang trang, cảnh quan sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm xây dựng, vừa qua nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Sa Mạc Xanh đóng trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã bắt đầu vận hành tập trung xử lý rác thải trên địa bàn. Với công nghệ khí hóa, toàn bộ rác thải sinh hoạt sau khi được nhà máy xử lý đều được tận dụng, do đó không cần bố trí hố chôn lấp. Theo đó, rác sau khi tập kết về sẽ được phân ra hai loại vô cơ và hữu cơ. Với những loại rác không cháy sẽ được đưa qua hệ thống ép sản xuất thành gạch không nung phục vụ xây dựng. Những loại rác dễ cháy sẽ được đưa vào hệ thống ép vắt cho sạch nước, sau đó chuyển sang hệ thống sấy và hệ thống khí hóa. Sau khi cháy rác sẽ chuyển sang thể mùn hữu cơ, được ủ và khử các kim loại nặng cho sản phẩm cuối cùng là chất mùn hỗn hợp sạch dùng để cải tạo đất trồng cây. Theo thiết kế, công suất nhà máy xử lý 100 tấn rác thải một ngày đêm. Tuy nhiên, hiện đang vận hành chạy thử nghiệm nên mỗi ngày xử lý khoảng 30 tấn. Dự kiến đầu năm 2020, nhà máy sẽ vận hành hết công suất, qua đó cơ bản xử lý hết lượng rác thải hàng ngày của thành phố Hưng Yên. Những ngày gần đây, thời tiết lạnh, nhiệt độ về đêm thấp khiến số trẻ nhập viện do cúm A tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tăng đột biến. Hiện khoa Nội Nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đang điều trị nội trú cho 40 trẻ mắc cúm A tăng đột biến so với thời điểm trước. Trẻ được cha mẹ đưa đến viện khi có các biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi. Kết quả test nhanh dương tính với virus cúm A. Trong tháng 11, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 34 bệnh nhân mắc cúm. Các bác sĩ khuyến cáo thời tiết hiện đang chuyển lạnh, vì vậy các bậc phụ huynh cần chú ý giữ ấm cho trẻ, giúp trẻ tăng sức đề kháng bằng việc ăn uống đủ chất, tăng cường vitamin từ nước hoa quả, đặc biệt là nước cam. Cách tốt nhất để phòng tránh cúm là cho trẻ tiêm phòng vaccine cúm. Khi trẻ mắc cúm, không nên cho trẻ đi lớp và cách ly với trẻ khác để tránh lây lan ra cộng đồng. Chiều nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ bế mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2019-2020. Đây là lần thứ 7 ngành giáo dục tổ chức cuộc thi này. Trải qua vòng sơ loại từ cơ sở đến tỉnh, 54 đề tài thuộc 10 lĩnh vực nghiên cứu của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn tỉnh đã lọt vào vòng chung khảo. Trong đó, có những trường tham gia ở nhiều lĩnh vực, nổi bật là trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Trung học phổ thông Đức Hợp. Các đề tài dự thi năm nay được đánh giá có sự đầu tư công phu về cả chất lượng và hình thức trình bày, có sự vận dụng linh hoạt kiến thức trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Trong đó có nhiều đề tài đã tiếp cận đến các vấn đề thời sự, được dư luận quan tâm và giàu giá trị nhân văn. Tiêu biểu như các đề tài
hệ thống cảnh báo để quên trẻ em trên ô tô của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, hệ thống thông minh hỗ trợ người khiếm thị của trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho 47 đề tài và lựa chọn 2 đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Hôm nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng bàn cán bộ lãnh đạo và quản lý tỉnh Hưng Yên năm 2019 tranh cúp Vietcombank. Giải năm nay thu hút 13 đơn vị với hơn 50 vận động viên đến từ các sở ban ngành, các huyện thị xã thành phố. Có 2 đối tượng tham gia giải, đối tượng A là các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, trưởng phó các sở ban ngành trong tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã thành phố. Đối tượng B là cán bộ quản lý cấp phòng, thi đấu ở 2 nội dung là đơn nam và đôi nam theo thể thức đấu vòng tròn tính điểm. Đây là giải bóng bàn được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào chơi bóng bàn trong cán bộ công chức viên chức, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ công tác. Kết quả chung cuộc, đối tượng A giải nhất đơn nam thuộc về vận động viên Phạm Văn Thành, đơn vị Hội Nhà báo tỉnh. Nhất đôi nam thuộc về đôi vận động viên Nguyễn Văn Toán, Lê Thanh Ngọc, Liên đoàn bóng bàn tỉnh. Đối tượng B, vận động viên Vũ Quốc Huy, đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo giành giải nhất đơn nam. Đôi vận động viên Vũ Quốc Huy và Nguyễn Trọng Khải, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh giành giải nhất đôi nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.